mình là lát nữa nó sẽ tức xuống như vậy, cái miếng ba phân nó sẽ nằm vô phía trong đó, tức là cái vị trí này là lát nữa trừ cái cơi túi ra, còn cái miếng này nó nằm phía trong. Thì đầu tiên là mình xác định gì trước, xác định cái cơi túi của mình dày trước ha. Thì mấy chị lật xuống dày mai, mai cái đường thành phẩm mai trùng với đây đường cơi túi dưới. Là cái miếng cắt đó là nãy cô nói lại coi cắt bao nhiêu cô làm cái miếng cơi cô. Cắt cái miếng cơi này gì? Dạ. Thành phẩm là nhiêu ta? Nãy một phân. Một phân. Xong thì chừa thêm cái mép gấp vô luôn khoảng 2 phân, nó gấp xuống hơn 3 phân. Bây giờ em vẽ. 3 phân. Thấy cô đấy mới vẽ bự cũng không biết. Tại cái này cái cơi cái lót nó liền nhau. Cơi lót liền nhau. Cái này là cái gì vẽ cho nó dài dài xuống chút để lấy dấu. Miếng tố 12. Ủa gì sao gì like gì bây dừng lại. Mai cái điểm thành phẩm cơi túi. Giờ cô thực hành quen với bà. Không bao gì đó. Lật xuống. Yeah. À, cái này là cái đáp, cái miếng đáp túi nè. Này là miếng đáp túi. Thì mấy chị để cái này nó sát mép này cũng được. Sát mép vậy xong rồi lấy dấu 12 phân rồi mai cái một đường. Còn không thì muốn an toàn chút thì cho nó chồm qua chút đi, lát nữa cái mép giải của mình nó nhiều một chút. Cần có cái quần rồi đó. Mình may cái đáp nó chồm qua hai cái này mai cái nó bị cái là mấy chị không có canh được, không có canh được chính xác, giống như là cái về hai vì hôm bữa hai vì hôm bữa thì nó hở. Cái này ráng may đúng nha, cái này em nhắm mình đâu may rủi nhiều. Cô nói chọn về mai chơi nó cực chơi. Mới hồi xưa em theo thiết kế thời trang, dòng đời đưa đẩy nó phải qua mai. Làm thiết kế không làm designer mà tailor. Cái thằng này dài nó xì ghê. Xì chắc nó tư á. Tư quá. Vậy nó không đứng cho nó đâu hả? Cắt đôi cái đoạn 1 cm mỗi bên 5 ly. Mổ đường giữa bấm ra. Không, em lên cái áo cho chị ấy. Chị nếu ép keo thì ép keo 2 đồng mổ lưỡi gà. Nhưng mà bấm này xong cái lúc mà mổ xong á giải không xì về nhà giặt một cái xì. Em thấy em chuẩn là... bị chặn lưỡi gà. Bị quán gà. Giống như mổ túi hai viền.